Chào mừng tất cả các bạn đến cái chương trình livestream buổi tối hôm nay. Và hôm nay mình chia sẻ với bạn cái chủ đề là qua cầu rút ván, đúng không? Chúng ta gọi là đốt thuyền đi. Tại sao cái điều này nó quan trọng? Bởi vì khi mà chúng ta muốn mình thành công thì chúng ta phải có một cái sức ép. Thiếu sức ép thì chúng ta cái con người chúng ta nó dễ dãi, nó lề mề, nó lý do, nó không phải là chính con người của mình. Và chương trình cũng mới bắt đầu thôi, nên bây giờ các bạn giới thiệu bạn bè của mình, giới thiệu về mình. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về mình để mọi người cùng nhau xem livestream này, mọi người cùng nhau biết. Và bạn nào mà đã kết nối với mình sâu hơn thì có lĩnh vực kinh doanh rồi thì giới thiệu cho mọi người biết. Bạn nào ở tỉnh nào, miền nào thì cũng giới thiệu luôn, để mọi người cùng biết là bạn đang ở Hải Phòng, hay là bạn đang ở bên Mỹ, hay là bạn đang ở bên Liên Xô, bạn đang xem cái chương trình này. Và tối hôm nay mình livestream trên hai kênh, vừa kênh YouTube và vừa kênh Facebook. Trước mặt mình là hai cái màn hình. Và chúng ta làm quen nhau đi các bạn ơi. Giới thiệu một buổi tối rất là tốt lành, một buổi tối rất là ý nghĩa. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để khi các bạn mỗi khi các bạn quên hoặc các bạn mất năng lượng, các bạn vào các bạn xem lại. Và bây giờ mình đi thẳng vào chương trình. Chúng ta chỉ có những cái thành công lớn, thành công vượt bậc, hoặc là những thành tựu vượt bậc khi chúng ta bị dồn vào chân tường. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Nếu các bạn nào đồng ý thì các bạn comment xuống, các bạn nói là nhất trí đồng ý. Các bạn có nhớ rằng là hồi kia mà chúng ta thi tốt nghiệp bắt buộc phải thi tốt nghiệp 12 á, bạn có nhớ cái giai đoạn đó không ạ? Là tới ngày giờ đó bắt buộc phải thi, nên bạn ngày đêm bạn lăn ra bạn học để bạn thi. Bởi vì chúng ta bị dồn vào chân tường 12 năm học hành, mà nếu mà không đạt được kết quả thì sao ạ? Thì tất cả là con số 0 hết. Nên mỗi khi mà chúng ta bị dồn vào chân tường như vậy á, thì chúng ta cái con người của chúng ta nó phát triển cái tài năng ra, nó làm cho chúng ta suy nghĩ hết cái trí óc, tập trung hết toàn bộ cái năng lượng để chúng ta làm cái việc đó. Chào bạn Dương Tuấn ở bên YouTube. Vâng. Bên Facebook giờ rất là đông rồi. Chào bạn Lục Trái Cây, Lục Nguyễn, chào bạn Linh Bùi. Ok. Và các bạn thấy là chúng ta chỉ áp lực, chúng ta chỉ làm việc hết mình khi chúng ta có áp lực lớn. Chúng ta chỉ nâng cao được cái kết quả của con người của chúng ta khi chúng ta có những cái áp lực thật sự. Và năng lượng của chúng ta, cái sự chuẩn bị của chúng ta, cái sự quyết tâm của chúng ta, nó chỉ được dồn, nó chỉ được làm hết sức khi chúng ta bị dồn vào cái chân tường, không còn đường lui nữa. Thì cái lúc đó chúng ta mới phát huy hết cái năng lượng của mình, phát huy hết cái sức khỏe của mình, phát huy hết, gọi là người ta ráng cố gắng hết sức. Tại sao trong các cái cuộc đua người ta làm máu lửa hơn trong cái một cái cuộc làm việc bình thường? Tại sao một cái trận đấu bóng mà gọi là giao hữu á, các bạn thấy chưa, cầu thủ họ đã không có hết mình, nhưng mà một cái cuộc đua thì cầu thủ họ đã hết mình. Cái con người khôn ngoan, chào bạn Thanh Nguyễn ở bên YouTube. Vâng. Chào bạn Thiên Tạo ở bên Facebook. Vâng. Cái con người khôn ngoan là con người luôn đặt mình vào cái tình huống cuộc đua trong cái cuộc đời này. Nên là trong các lớp học mình hay nói với các bạn á, để phát triển á, chúng ta phải có cho mình một cái môi trường. Trong môi trường đó nó có ba cái yếu tố, mấy yếu tố bạn, ba yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải có cho mình một cái người thầy. Cái người thầy làm bất kỳ lĩnh vực gì đó, khi mà chúng ta chưa biết, chúng ta cần phải có cho mình một cái người thầy. Lĩnh vực gì cũng vậy. Khi các bạn chưa biết lái xe thì các bạn cần phải có cho mình một cái người thầy để dạy cho mình lái xe. Vì nếu mà không có, chào bạn tay võ rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn không có cho mình cái người thầy lái xe đó thì bạn lò mò nó sẽ rất là lâu, nó sẽ rất là mất thời gian, mà bạn
cũng không có được đạt được cái thành quả gì hết, thậm chí còn sai sót rất là nhiều. Chúng ta không cần thầy là khi chúng ta đã giỏi rồi. Các bạn thấy khi chúng ta giỏi lái xe rồi thì lúc đó chúng ta mới không cần người thầy. Đi ra làm kinh doanh cũng vậy. Những ngày đầu ra làm kinh doanh, mới ra khởi nghiệp, các bạn phải cần cho mình có người thầy. Để gì? Để người thầy họ đi trước, họ có kinh nghiệm, họ chỉ vẽ cho chúng ta, để chúng ta đỡ sai sót, chúng ta đi cái tốc độ nó nhanh hơn. Các bạn muốn biết kế toán cũng vậy. Những ngày đầu tiên là các bạn cũng phải có thầy để hướng dẫn cho chúng ta làm kế toán. Cái công thức nó rất là đơn giản, nó như vậy. Nhưng phần lớn là chúng ta không tập trung vào cái công thức đó, hoặc là chúng ta không biết cái công thức này. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có cho mình những cái người bạn, những người bạn cùng chí hướng. Chúng ta ra kinh doanh thì chúng ta phải bạn chung quanh mình là những người bạn làm kinh doanh, chứ chúng ta ra kinh doanh mà bạn chung quanh mình là toàn những cái đứa bạn nhậu, những đứa bạn nó rất là tiêu cực, những cái đứa bạn nó như thế nào nó không có ủng hộ mình, những đứa bạn nó làm cho mình mất cái năng lượng, thì như thế nào, thì chúng ta hãy tránh những cái người đó ra. Chúng ta hãy chơi với những người bạn cùng chí hướng của mình. Và cái thứ ba chúng ta cần phải có cho mình đó là đối thủ. Những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ta, chính những người đối thủ này họ đẩy cho chúng ta đi về phía trước. Họ làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta có nản hay là có làm biếng hay là có nhục trí đi, thì chúng ta cũng phải ráng cố gắng mà chúng ta làm. Nên là trong cái cuộc đua, tại sao ai cũng như thế nào, họ cũng ra cố gắng, họ làm, họ phát huy hết cái tài năng, hết cái năng lượng của mình. Bạn nào hồi nãy giờ xem livestream này mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống để cho mình biết, sau livestream mình làm quen với các bạn. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì giới thiệu các bạn đi, và các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi, để mọi người cùng biết. Thì cái con người của bạn, cái khả năng của bạn, chào bạn Ngọc Thắm, cái con người của bạn, cái khả năng của bạn nó chỉ bộc lộ khi nào, khi bạn đặt mình vào cái thế khó khăn, đặt mình vào những cái tình huống như thế nào, người ta gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Cái con người của chúng ta chỉ phát huy tốt. Chào bạn Văn Hòa, chào bạn Một Mình. Bên YouTube đi, mình chưa thấy các bạn bên YouTube, các bạn giới thiệu. Chào bạn Tý bên YouTube, vâng. Và khi mà các bạn như thế nào, để mình kể các bạn cái câu chuyện này. Cách đây vài tháng, có một bạn nữ đang làm ngân hàng rất là giỏi. Tuy nhiên khi mà đi học chương trình làm chủ của mình thì rất là hăng máu, rất là hăng máu, không có suy nghĩ thấu đáo, lập tức về nhà xin nghỉ việc liền để ra làm kinh doanh. Làm đâu 3 tháng chưa được cái gì hết. Thì như thế nào? Thì hoảng hồn quá, rồi cái quay lại đi xin việc lại ở một cái ngân hàng khác. Và bây giờ gặp lại bạn thì hỏi bạn là bạn nói là tại gia đình gây áp lực, tại này tại kia tại nó. Nó không phải, cái đó là lý do hết. Bây giờ mình hỏi với các bạn nè, mình hỏi các bạn nè, nếu cái bạn nữ đó mà bạn không có cái bằng cấp ngân hàng, bạn không có bằng cấp luôn, bạn không có trình độ, thì bạn có quay lại được không ạ? Làm sao quay lại được? Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Ví dụ hồi đó bạn đốt bằng luôn, bạn xé cái bằng luôn đi, thì bạn có quay lại được không ạ? Đâu có quay lại đâu. Khi mà chúng ta còn cho chúng ta một cái con đường lui á, các bạn nhớ, khi mà chúng ta còn cho chúng ta một đường lui á, thì chúng ta không có làm việc đâu, chúng ta không có làm hết mình đâu. Rồi chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta lý do việc này, chúng ta lý do việc kia, chúng ta đổ thừa, chúng ta lấy ba mẹ ra chúng ta đổ thừa, chúng ta lấy vợ con ra chúng ta đổ thừa là tại vì có vợ có con nên em không ra làm được. Tất cả đó là những cái lý do mà nó không hợp lý. Có vợ có con là chúng ta phải có động lực chứ, để chúng ta làm chứ. Tại sao có vợ có con em không ra làm kinh doanh được? Cái đó là cái mà suy nghĩ nó không có hợp lý. Có vợ có con mới là động lực để em quyết tâm chứ. Tại sao mình nói vợ con của mình là cái cản đường của mình? Đáng lẽ có vợ có con mới động lực mình làm việc hơn nhiều chứ. Cái đó là tư duy của những người phát triển. Chào bạn Tuấn Phạm, rất là tuyệt vời. Đó là cái mà mình muốn gửi đến các bạn, cái góc nhìn trong tư duy. Cái con người của chúng ta chỉ làm việc hết mình khi nào các bạn không?
khi chúng ta bị dồn vào chân tường, bị ngàn cân treo sợi tóc, thì như vậy thì chúng ta mới làm. Và khi mà chúng ta còn cho mình một cái con đường lui là không bao giờ chúng ta làm hết mình hết đó. Người ta nói câu mà qua cầu rút ván á, không còn con đường lui luôn, thì chúng ta sẽ làm hết mình liền chứ có gì đâu. Nó là tại sao những người mà rớt đại học, những người thất nghiệp, tại sao rất là nhiều người chủ đó toàn là những người mà họ không có học hành nhiều, phần lớn là vậy. Bởi vì họ không còn con đường lui, họ kinh doanh không được thì làm sao mà họ đi xin việc. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Họ đã lỡ ra kinh doanh rồi, họ kinh doanh không được thì làm sao họ đi xin việc? Và tại sao rất là nhiều người họ học hành rất là đàng hoàng, họ đi làm thì rất là giỏi, họ đi làm công ty này công ty kia rất là giỏi, nhưng mà họ không thể làm kinh doanh được? Bởi vì họ có con đường lui, họ ra họ làm sơ sơ mà không được, họ quay lại họ đi xin việc. Các bạn hiểu chưa? Họ quay lại họ đi xin việc. Bây giờ mà nói các bạn đốt mất cái bằng đại học đó luôn thì các bạn muốn quay lại các bạn quay cũng không được nữa. Nó là chúng ta chỉ cho chúng ta một con đường thôi, thì chúng ta mới làm hết mình được. Còn không là chúng ta cứ lý do. Các bạn biết những cái người mà làm những công việc thoải mái, tìm những công việc nhẹ nhàng làm, các bạn dùng ra điều này, tìm những công việc nhẹ nhàng làm, thì các bạn thấy những con người đó, các bạn thấy họ chậm chạp lắm. Bạn quan sát những người đó, họ chậm chạp lắm, họ không có lanh lợi, họ không có thông minh đâu. Các bạn thấy họ làm cái cách kiểu buồn ngủ đó, họ làm theo cái cách đó, kiểu tự mãn, bởi vì nó không có áp lực. Các bạn thấy người nào mà họ buông xuôi rồi, hoặc là họ thấy ok cái công việc như vậy là tốt rồi, các bạn thấy những người đó làm việc chán lắm, chán lắm các bạn. Họ sống như cái tình cảnh là hình như là hết muốn sống rồi hay sao. Thì mình sống cái cuộc đời nó như vậy nó chán lắm các bạn ơi, nó chán không thể tưởng tượng được. Nó là để cái cuộc đời của chúng ta phát triển á, là chúng ta như thế nào chúng ta hãy thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình. Nếu mà bạn nào mà vẫn nằm trong cái vỏ bọc an toàn của mình, chính các bạn cũng cảm nhận luôn, không cần phải nói ra, các bạn cũng cảm nhận luôn, các bạn cũng tự chán cái con người của mình, có phải không ạ? Các bạn sống mỗi ngày các bạn thấy nó sao sao đó, đúng không? Chính các bạn cũng hiểu chứ bộ. Nhưng mà tại vì các bạn cứ y như vậy. Nếu mà cứ ở trong cái vỏ bọc ngoài thì chả ai lớn được. Cái con ong mà nó cứ nó ở trong cái kén đó thì làm sao mà nó lớn được? Các bạn đâu ý ra điều này không? Cái con ong nó lớn được là bởi vì nó thoát ra khỏi cái quả kén đó. Nó bung ra khỏi quả kén đó thì nó mới lớn được. Con người của chúng ta trưởng thành khi chúng ta bị áp lực. Đồng ý. Đồng ý với các bạn rằng rất là nhiều bạn luôn đi tìm cái việc dễ để làm, việc thoải mái để làm. Bản chất con người là vậy mà, sinh ra là thích đi tìm những việc dễ để làm, việc nhàn nhàng để làm. Cái đó là bản chất của con người, đó là bản tính tự nhiên của con người. Tuy nhiên chính các bạn cũng hiểu ra được rằng, chính các bạn cũng cảm nghiệm ra được rằng, nếu là làm những việc đó các bạn không phát triển được. Cái con người của bạn nó nhàn nhàng, bạn nhìn nó chán lắm. Cái người nào mà tránh áp lực nè, thấy áp lực mà trốn tránh nè, nuông chiều bản thân mình nè, sợ khổ sợ cực nè, cứ đi tìm những cái gì mà dễ dàng dành về phần mình nè, các bạn thử ra ngoài các bạn quan sát đâu, những con người đó có ai phát triển được không? Không có ai phát triển được đó. Và các bạn thấy những con người đó, các bạn thấy họ sống nó chán đời không ạ? Chắc chắn là rất là chán. Các bạn hình dung ra cái này chưa? Nó là mình rất là vui các bạn xem cái livestream này. Nó là bạn nào đó mà nếu mà lâu lắm rồi mà các bạn vẫn chưa phát triển được, lâu lắm rồi mà thu nhập của bạn nó vẫn cứ như vậy. Mình gặp đầy những bạn này tốt nghiệp đại học nè, bằng cấp rất là giỏi giang mà thu nhập thì rất là thấp. Các bạn hình dung chưa? Thu nhập thì thấp lắm. Vậy thì mình hỏi là cái thu nhập đó nó có xứng đáng với cái công sức, những cái trình độ các bạn đã học không? Nó có xứng đáng không ạ? Những cái kiến thức và những trình độ bằng cấp của mình, các bạn phải biến nó thành tiền, các bạn phải biến nó thành USD,
Các con cái kiến thức cứ để nó là kiến thức, bằng cấp nó để nó bằng cấp thì nó vô tác dụng các bạn ơi. Chúng ta phải biến nó thành cái UAD thì nó mới có tác dụng được. À, vậy là vừa rồi mình đã live stream mình nói xong các bạn cái phần đầu tiên. Nếu mà các bạn đã có doanh nghiệp mà doanh nghiệp các bạn lâu nay nó không phát triển thì rõ ràng là bạn cũng đang có vấn đề. À, mình dừng lại ít phút để mình quảng cáo sơ về mình. À, cho mình một phút quảng cáo về mình nha các bạn ơi. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. À, năm nay mình 43 tuổi. Mình là người đến từ tỉnh Khánh Hòa. Mình nói lắp nói cà lâm nên là các bạn thấy mình nói nó hơi bị dấp dấp. À, có nhiều bạn nói hình như ông này nói cà lâm, đúng rồi. Bạn nào mà nói mình nói cà lâm thì mình vui. Mình rất là vui. Bởi vì các bạn biết được cái con người của mình nó là như vậy. Mình không giấu giếm gì hết. Và hiện tại mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. À, mình thành lập nó năm 2009. Cho tới bây giờ nó cũng đã được 9 năm rồi. Nơi Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training thì chuyên đào tạo các bạn những khóa học về làm chủ. À, cái chữ Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training nó hơi bị ngược đúng không các bạn? Do hôm nay mình like trên hai kênh luôn, vừa bên kênh YouTube và vừa kênh Facebook nên mình không để chính quy được. Cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp. À, cái cách để các bạn, mình hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn đi khởi nghiệp từ tay trắng. Bởi vì cái cuộc đời của mình vào Sài Gòn này mình đi lên từ bàn tay trắng của mình, đâu có bà con đâu. Mình luôn nói với các bạn nè, nếu mà chúng ta không thông minh hơn người khác, mình phải công nhận là mình không có thông minh bằng người khác đâu. Chúng ta không có tiền nhiều hơn người khác. À, mình lúc xưa mình cũng không có tiền nhiều bằng ai đâu. Mình vô đây là mình nghèo mà. Nếu mà chúng ta không có gì không có mối quan hệ chấm chấm chấm, không có kinh nghiệm bằng nhiều người khác, thì các bạn có một cái các bạn phải giỏi hơn là các bạn phải kiên trì và kiên nhẫn hơn người khác. Cái đó là bạn phải dành về cho bạn. Còn nếu mà các bạn không có thì cũng không có được. À, và mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. À, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm sau. Bạn nào mà đọc cái quyển này thì các bạn cũng vượt cạn luôn á. Các bạn vượt quyển biển lớn luôn á. Nó sẽ đốt con người của bạn, nó đốt năng lượng của bạn để bạn vượt bứt phá khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Trong này mình nói tới 101 những bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Bạn nào đọc cái quyển này thì bạn sẽ tháo gỡ từng nút thắt trong công việc của bạn. Và cái quyển thứ ba của mình là quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì cái quyển này nó được chuyển sang tiếng Anh và đang bán ở nước ngoài thôi. Cái này không bán ở Việt Nam. Vâng, và ngay bây giờ mình có một cái offer cho các bạn. Bạn nào mà mua hai cái quyển sách của mình, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, theo giá bìa của nó là 210.000. Hai quyển này sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Free ship cho các bạn. Cái chi phí ship về đến nhà các bạn cũng mất hết 50.000 trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn muốn mua sách thì rất là dễ, các bạn chỉ inbox cái số điện thoại xuống, ghi số điện thoại xuống thì ngày mai sách sẽ được giao đến nhà các bạn. Tiền thì cái người họ giao sách tới đó họ thu luôn, các bạn cũng không phải cần chuyển trước nữa. Và bạn nào mà có được hai quyển sách rồi thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group bí mật riêng. Cái group đó là cái group dành cho những người các bạn khắp mọi miền đất nước này. Chúng ta kết nối với nhau và trong đó mình sẽ chia sẻ những bài viết về kinh doanh, những cái live stream về kinh doanh ở trong đó. Và các bạn có những câu hỏi thắc mắc gì về kinh doanh, các bạn hỏi trong đó thì mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái phần 1 live stream của mình. Chào bạn Đức Minh. Ngày mai các em nó sẽ giao sách đến nhà các bạn. Bạn nào mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống. Chào bạn Cao Hình Nga. Cảm ơn em. Rất là tuyệt vời. Mình ở Khánh Hòa em. Chào bạn Tuấn Phạm, mình ở Khánh Hòa. Vậy thì bây giờ mình live stream tiếp các bạn ha. Vậy thì bây giờ các bạn có đồng ý với mình rằng, những cái con người mà họ thành công, hiện tại họ thành công thì họ vượt qua rất là nhiều áp lực không ạ? Các bạn có đồng ý với mình rằng không ạ? Từ ở Việt Nam chúng ta là các bạn nghe Bác Hồ đúng không ạ? Các đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng không? Cái đó là những cái người mà gọi là cái cây cổ thụ đúng không? Phải vượt qua rất là nhiều sóng gió. Ở nước ngoài thì các bạn thấy không Bill Gates, các bạn thấy không mẹ Teresa, hoặc là gì Thomas Edison, Steven Jobs, các bạn nhận ra điều này chưa rất là nhiều người họ đều đi ok chưa được bạn tí ơi
em cho số điện thoại đi bạn Tý ơi, được em. À, họ đều đi một cái con đường rất là giống nhau, là họ đối mặt với rất là nhiều khó khăn và họ biết cách để họ vượt qua những cái khó khăn đó. Những con người đó là những con người rất là tuyệt vời. Những con người đó là những con người mà họ biết rằng họ sinh ra trên đời này để họ làm những việc lớn lao, và muốn làm những việc lớn lao đó không còn cái cách nào khác, là họ như thế nào ạ? Họ dồn họ vào chân tường và họ biết rằng họ càng làm như vậy thì họ mới chính là cái con người của họ. Chúng ta sinh ra không phải để làm những việc nhẹ nhàng nó như vậy đâu, không phải là nhàn nhàng đâu. Đó. Và mình cũng nhớ một cái câu chuyện, các bạn nào mà chịu mà đọc cái câu chuyện của Nam Mỹ đó, các bạn thấy cái người mà khám phá ra cái lục địa của châu Mỹ là đến từ châu Âu đúng không? Đến từ Bồ Đào Nha, đến từ Tây Ban Nha đúng không? À, ổng ở trên một cái con thuyền đến từ Tây Ban Nha đúng không? Và khi ông cập vào cái lục địa châu Mỹ đối diện với những người da đỏ ở đó, cái người mà khám phá ra châu Mỹ á, à, các bạn thấy chưa? Ổng cũng như thế nào? Ổng hủy đi cái con thuyền của ổng. À, các bạn thấy chưa? Để gì ạ? Để binh sĩ không có cái con đường lui về nữa. À, bạn hình dung chưa? À, tức là tất cả những con người vĩ đại họ đều vượt qua những cái thách thức vô cùng tuyệt vời. À, ok. À, chào bạn Đức Minh. À, cảm ơn bạn. Có 3 quyển sách, 2 quyển tiếng Anh, 1 quyển 2 quyển tiếng Việt, 1 quyển tiếng Anh em. À, và ở đây một cái câu hỏi đặt ra với các bạn rằng là mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi ngày bạn sống trên đời này. À, quyển Beyond the Way, Đức Minh ơi, Beyond the Way, cái quyển bằng tiếng Anh. Bây giờ một cái câu hỏi đặt ra đối với bạn như này, bạn sống trên đời này mỗi ngày, bạn đã thể hiện hết cái năng lực của con người của bạn trong công việc và trong cuộc sống chưa? Bạn đã thể hiện hết cái tài năng đó chưa? À, và nếu bạn thấy rằng bạn giữ yên vị trí đó 3 năm nữa, 5 năm nữa nó vẫn như vậy và chúng ta không có còn con đường nào khác, thì tại sao chúng ta không tiến tới? Tại sao chúng ta không tiến tới mà chúng ta lại ngồi chúng ta giữ yên nó như vậy? À, nếu mà thối lui không làm một lựa chọn tốt thì tại sao chúng ta không tiến tới mà chúng ta cứ ngồi nó như vậy? Bạn biết thối lui, nếu mà chúng ta không làm công nữa thì chúng ta làm gì? Mà muốn làm công nữa mà vẫn cứ ngồi y như vậy thì nó có cái gì thay đổi không? Nếu nó không có gì thay đổi thì tại sao chúng ta không tiến tới? Cứ nói đi các bạn ơi, tại sao chúng ta không tiến tới? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta vẫn cứ y xì như vậy hết ngày này qua ngày nọ? À, thôi lui không phải là con đường lựa chọn của bạn. Ngồi y thì chán nản, thì tại sao không tiến tới đi? Mà cứ ngồi đó rồi rên rỉ, rồi mong chờ. Đừng có mong chờ ai đó nói như thế nào à. Đừng có mong chờ ai đó ban cho mình một cái phép màu gì đó. Đừng có mong chờ ai đó mang cho mình một gì, một cái may mắn gì đó, mà hãy chủ động đi tới. À, hãy chủ động đi tới để cái may mắn nó đang chờ chúng ta ở phía trước cái này. Cái điều tuyệt vời nó đang chờ chúng ta ở phía trước cái này. À, bạn đã đạt đỉnh cao trong công việc chưa? Bạn đã đạt được đỉnh cao trong cuộc sống chưa? Bạn có dám liều mình lần nào chưa? Hay là bạn cứ ngồi đó bạn sợ? Bạn có dám liều mình chưa? Bạn có bao giờ mà làm việc hết mình và chăm chỉ? À, bạn có bao giờ mà sống hết mình chưa? Qua từng ngày và qua từng tháng chưa? Sống hết mình một lần trong đời đi các bạn ơi. Vì chúng ta sống đâu có nhiều đâu, và chúng ta chỉ có một lần sống thôi. À, và bạn hình dung đi, bạn hình dung đi. À, nếu ngày mai, à, bạn cứ hình dung đi. Nếu mà ngày mai cái công ty bạn, à, doanh nghiệp của bạn, họ không cho bạn làm việc nữa, thì bạn làm cái gì? Có phải là bạn phải đi tới không? Bạn cứ đặt những câu hỏi đi. À, và tự nhiên đặt những câu hỏi đó nó làm cho bạn phải suy nghĩ lại. À, nếu ngày mai cái bằng đại học của bạn bạn không còn nữa, nếu ngày mai mà doanh nghiệp của bạn nó không cho bạn làm việc nữa,
Vậy thì bạn làm cái gì? Chúng ta hãy đặt cho chúng ta những câu hỏi, những cái câu hỏi áp lực đó. Các bạn thấy chưa? Tại sao người ta quý kim cương? Tại vì kim cương được tôi luyện. Tại sao người ta quý những cái người ca sĩ hát hay? Bởi vì để hát được một bài hát hay, tôi luyện lắm các bạn ơi. Tôi luyện không thể tưởng. Bản thân mình trong một dịp cách đây cũng 3 năm rồi, hôm đó có một cái chương trình mà do bên trung tâm bi mình tổ chức, và các bạn yêu cầu mình cái ngày đó là phải hát. Các bạn xếp bài chương trình yêu cầu mình cái bài đó là mình phải hát một cái bài hát Một đời người một rừng cây. Và để hát được bài hát đó trong một cái chương trình event cả 200-300 người như vậy á, là các bạn biết là một bạn mang đờn tới, mang cái đàn guitar tới, và một bạn luyện cho mình cái thanh nhạc. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, bạn cứ luyện thanh nhạc cho mình, rồi một bạn nữa thì luyện đàn để ngồi ráp đàn cho mình. Và lần đầu tiên đó, tụi mình tập trung cả một cái buổi sáng mà hát về cái bài đó để cho nó đúng nhịp. Và lúc đó mình mới cảm nhận ra được tại sao những cái người ca sĩ đó người ta trân trọng. Bởi vì để luyện một bài hát nó không đơn giản. Rồi sau đó các bạn biết không, mình phải dàn nguyên một tuần đó, mình luyện cái bài hát Một đời người một rừng cây đó, mình luyện đi luyện lại, luyện đi luyện lại. Và hơn ai đó, lúc đó mình mới hiểu rằng là luyện xấu một cái gì đó, làm hết mình cái gì đó, nó đưa con người của mình lên một tầm cao mới, nó đưa cái phẩm giá của con người bạn lên một cái tầm cao mới. Đó là lý do vì sao người ta trân trọng, rất là trân trọng những cái người như thế nào những cái người nghệ sĩ đó, họ làm việc hết mình. Và trong cuộc sống cũng vậy, vũ trụ luôn ban thưởng cho những ai hành động, và vũ trụ phạt rất nặng những cái ông mà làm biếng. Cứ lý giống mà làm biếng không, vũ trụ phạt rất nặng những con người đó. Kim cương để thành được nó phải qua cái sự tôi luyện. Các bạn chúng ta, nếu mà tối hôm nay mình làm biếng thì mình cũng đâu có live stream đâu. Và các bạn không tin thì bây giờ các bạn vào Facebook của mình đi. Mình mới viết một bài xong đó, mình viết một cái bài dài đó, hậu quả của việc mà không nhận ra vấn đề. Các bạn xong live stream này, các bạn vào các bạn đọc cái bài viết đó của mình đi. Mình mới vừa viết xong, mình viết xong là mình live stream liền đây. Các bạn nhìn chưa, nó là chúng ta khi mà chúng ta có một cái plan làm việc rất là cụ thể vậy thì chúng ta cứ làm thôi. Các bạn chưa? Và những cái con người tuyệt vời là những con người mà họ vượt qua mọi hoàn cảnh, họ vượt qua mọi cái khó khăn, và họ chỉ nhìn thấy một con người được con đường, đó là con đường chiến thắng. Họ không thấy đó là nghịch cảnh, họ không thấy đó là khó khăn, họ chỉ thấy duy nhất một cái con đường là con đường gì? Con đường chiến thắng. Và họ thấy con đường chiến thắng rất là rộng thanh thang vậy, họ đi trên cái con đường đó, họ biết cái họ đi trên con đường đó là họ chiến thắng. Bởi vì họ cam kết với cuộc đời bạn, họ cam kết đối với cuộc đời họ là họ phải thắng, họ phải thắng, họ không còn cái con đường nào khác hết đó. Họ có duy nhất một con đường thôi, và họ biết cái con đường đó bắt buộc phải thắng, không thắng cũng phải thắng. Bởi vì khi mà bạn đã làm hết mình rồi đó thì bạn không thắng được ngoài đời kia thì bạn cũng thắng được chính con người của mình. Và bạn thắng được chính con người của mình, cái đó là một cái tinh túy tuyệt vời nhất. Cái tinh túy tuyệt vời nhất ở trên cuộc đời này các bạn. Cái giá trị, cái phẩm giá của người chúng ta tuyệt vời nhất là khi chúng ta thắng được chính mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn xem cái chương trình live stream tối hôm nay. Và các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về để những ai đó họ còn nhút nhát, họ không dám vượt qua được thì nó như thế nào họ xem cái này họ có động lực hơn, họ trở nên xuất sắc hơn, họ trở nên một con người mạnh mẽ hơn, và họ trở nên một cái con người sẵn sàng đi về phía trước và đối diện với những cái chông gai, những cái khó khăn. Và họ xem những cái chông gai khó khăn đó chính là gì là cái cách tôi luyện họ để họ trở thành một con người rất là tuyệt vời. Tối mai mình cũng rảnh, mình sẽ live stream cho các bạn một cái chủ đề. Tối mai cũng giờ này mình sẽ live stream cho bạn một cái chủ đề là cái cách để chúng ta phát triển bản thân của chúng ta
để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tối mai mình sẽ chia sẻ bằng cái chủ đề đó, cái cách để chúng ta phát triển bản thân để chúng ta trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã dành thời gian xem livestream tối hôm nay. Bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn hãy tranh thủ các bạn mua sách. Các bạn cứ comment số điện thoại xuống. Bạn nào chưa chia sẻ livestream thì hãy nhớ chia sẻ livestream về nhà các bạn. Bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn comment số 1 xuống để mình kết nối với các bạn. Các bạn nào chưa follow Facebook của mình thì các bạn follow Facebook và cái kênh YouTube của mình đi, để các bạn thấy là mình sẽ liên tục livestream để cho các bạn kết nối được những cái điều nó rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, buổi tối hôm nay là một buổi tối rất là ý nghĩa. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon và luôn trên cái hành trình chiến thắng. Bye bye các bạn.